dự kiến đặt 3 BOT trong đề xuất xây dựng mới 10 nút giao trên quốc lộ 51. Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, BVEC, chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51, cho biết tình trạng quá tải phương tiện đang gây kẹt xe, hư hỏng kết cấu đường tại các nút giao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. BVEC vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xây dựng 10 nút giao khác mức trên toàn tuyến. Theo ông Hà, tuyến quốc lộ 51 đưa vào khai thác từ năm 2013. Nay mặt đường phải gánh lượng xe cộ vượt gấp 3 lần công suất thiết kế. Cụ thể công suất thiết kế theo tính toán ban đầu là 12.000 lượt xe trên ngày đêm. Tuy nhiên, lượng xe ghi nhận trên tuyến hiện khoảng 32.000 lượt xe trên ngày đêm, dịp cao điểm lên đến 48.000 lượt. Hiện ngày thường trên tuyến cũng kẹt xe và càng nghiêm trọng vào dịp lễ Tết. Đặc biệt, đã xuất hiện các điểm đen tai nạn giao thông tại các nút giao. Ngoài ra, do mật độ phương tiện tăng đột biến làm các nút giao bị hư hỏng, xuống cấp nặng như ngã tư Bến Gỗ, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, cổng 11, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, quốc lộ 51, đường Nam Cao, ngã tư Lộc An, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Năm 2017, hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa, Vũng Tàu đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng 10 nút giao khác mức để tạo thuận lợi cho các phương tiện đi lại và phát triển các khu công nghiệp kết nối trên địa bàn hai tỉnh này. Trên cơ sở kiến nghị của địa phương, BVEC đã đề xuất xây dựng 10 nút giao khác mức trên toàn tuyến. Nếu được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, đơn vị sẽ lập báo cáo đề xuất đầu tư phân kỳ hai giai đoạn. Cụ thể, đoạn qua Đồng Nai xây dựng tại điểm giao đường Châu Văn Long, Nguyễn Văn Tỏ, thành phố Biên Hòa và tỉnh lộ 25B, ngã ba Nhân Trạch. 8 nút giao ở Bà Rịa, Vũng Tàu gồm đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, giao lộ đường 965 vào Cái Mép, Thị Vải, Hội Bài, Châu Pha, Láng Cát, Long Sơn, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Hữu Thọ, Trường Sa và đường 30 tháng 4. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 2 nút giao ở Đồng Nai và 4 nút giao ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Các nút giao khác mức còn lại sẽ được đầu tư xây dựng vào giai đoạn 2. Tuyến quốc lộ 51 dài hơn 72 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 36,5 km. Dự án mở rộng tuyến đường được khởi công năm 2009 và hoàn thành tháng 4 năm 2013. Để hoàn vốn, dự án đặt 3 trạm thu phí, trong đó 2 trạm trên tỉnh Đồng Nai.